bịt vào lấy khẩu trang đeo vào. Lúc cào bàn phím thì có phải đeo khẩu trang không? Nhưng mà không phải em. Không phải thì phải ai? Đây em các bạn có người ấy xuống cho chị. Có sao đâu. Đây là em hoàn toàn em chịu trách nhiệm. Em là bố em chịu trách nhiệm. Bỏ cái tay xuống, không phải che. Các cô các chú có làm gì đâu? Lên đây nói chuyện thôi. Lên đây để nói chuyện nó không phải che nhá. Các bác biết từ hôm nay đây là hoàn toàn là gặp người già để chào các bác, để chào bác bây giờ lên nhà xin chén nước. Đây. Cứ bình tĩnh, không việc gì phải ấy cả. Không ai đánh em cả, không ai đánh cháu cả. Cứ bình tĩnh. Không ai đánh cả. Đây tất cả là dân Vĩnh Phúc đây, đến đây. Đây, lúc cào bàn phím thì cào được, mà bây giờ phải che mặt, không phải che mặt, bỏ mặt xuống. Không phải che. Em không làm đấy. Không ai làm gì cả. Em muốn thiêu sống thì anh lên thiêu. Lên đây cho nhà em để em lấy dầu đấy sang em thiêu này, không cần phải xuống Vĩnh Phúc mới thiêu được. Gọi bố đem cái dao can ra kia để chở sang vào đây. Đây anh em không mua xong cho em. Nhanh lên. Làm sao mà cứ phải cào bàn phím để làm gì? Sơn dương thì đã đi là phải đi hết. Đi tất. Ôi em thấy nó long kiết đầy, nó phải cầm chục đứa. Chục đứa cho chúng nó vào ngồi một ấy thế. Không cần phải nói nhiều, bây giờ lúc này. Bây giờ thế tại sao lúc em cào bàn phím thì em cào nhanh đấy? Em đang đi làm công ty ạ. Em không có công ty, em nếu em công ty bây giờ em vẫn đang dưới công ty, em không phải về đây nhá. Lúc đấy alo? Em ở trong xưởng không có mọi anh chú công ty check cao. Nhưng mà tài khoản. Ừ em nói đi. Nói chung quy cho lại là được. Ừ. Là ai mà làm người mà làm lên cho em như thế là hơi thật sự khó quan ừ. Phải là bọn cháu. Nói chung là đây là bằng người là gì anh xin lỗi toàn bộ. Nói chung là hai anh em chị em Vĩnh Phúc. Còn cái việc này anh phải làm cho cháu bằng ra thôi. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Thế thôi được rồi thì ấy tí nữa bảo có gì thì là gọi cho chị đang ở chỗ nhà cái con bé nó chửi dân Vĩnh Phúc cái đã nhá. Rồi ok em. Mà việc là hack mất đích của em không bao giờ lấy lại được. Nếu mà chị nói em nha, em mang điện thoại ra đây. Điện thoại em công an thu. Công an thu là đúng nhá. Nhưng mà cái tài khoản Facebook đấy là ai dùng? Em biết sẽ tìm ra được, không phải nói nhiều. Em cứ bỏ tay xuống sao phải che mặt thế? Vâng. Chỉ có cái người sử dụng mới xóa được không? Cái người sử dụng là người ta hack nick của em không bao giờ. Trong khi bọn cháu biết cái là nó đã xóa bài rồi nhá. Cháu nói bác ấy. Nhưng bọn cháu không phải như thế. Nói chung quy ra đấy, là công an nó đừng điều tra là anh là cha là bây giờ các em biết tưởng các em phát ngôn bố láo. Nói chung là em là cháu hoặc đây này cộng đồng mạng đang hỏi là em có muốn xuống Vĩnh Phúc làm ăn nữa không anh này. Em biết là em đang công nhân ở Vĩnh Phúc anh nhá. Alo. Nói chung quy ra alo, chị đang ở trên chỗ nhà cái con bé nó chửi Vĩnh Phúc nó thiêu sống. Hôm nay bọn chị lên đây cho nó thiêu đấy, biết nó có thiêu được không? Anh có hứa lại ở chỗ Tuyên Quang này. Tuyên Quang. Ở chỗ nhà Lại Thị Thu Hương ấy. Nhà con bé Lại Thị Thu Hương ở Tuyên Quang ấy, Sơn Nam ấy. Công an làm đến mai 12 giờ trên này. Ờ, sao em? Tất cả các anh em dưới cốc đều bỏ quả. Đâu, ở trên Tuyên Quang mà. Cái này bọn em lên đây thứ nhất là để nói chuyện với gia đình. Sau đấy là để gia đình có một cái biện pháp để răn đe. Đúng rồi, chính xác là anh khắc răn đe những chuyện này. Không. Sống muốn chết đứng ra đây xin lỗi. Không làm tôi xin lỗi. Xin lỗi. Các bạn ơi, không sao đấy. Cãi không làm đúng không? Thằng cu kia gọi công an huyện Sơn Nam vào đây cho cô. Để xem có xin lỗi hay không. Đầu tiên là xin lỗi đã xong sau đấy để sẽ cho công an xử lý. Đây rất nhiều người công nghệ. Còn bây giờ chúng em lên đây chúng em cũng không động vào người nó để làm gì. Linh Phúc quê em là đây hơn 1.000 người đang xem bây giờ. Hơn 1 vạn người. Nhưng mà tài khoản của cháu nó nếu người ta hack thì không bao giờ mình lấy lại được. Đây là anh em Vĩnh Phúc đây ạ. Hôm nay một xe đi Đồng Kiến đây ạ. Bọn em đảm bảo cho cháu, ví dụ là không phải cháu thì cháu vẫn xuống. Xã Sơn Nam đây thì đây. Xem đứa nào ra kia gọi công an xã vào đây để đem cái điện thoại vào đây để cho nó mở.